Ok, hello mọi người nha. Mình đang cơ đây. Thì như là cái hình mọi người đang thấy của Mr. Poki ở đây, chúng ta lại trở lại một cái video tiếp theo mà mình sẽ dịch từ tiếng Anh của Mr. Poki, và Mr. Poki là người dịch từ tiếng Trung Quốc là cái bản CN, à, có chữ CN Damage Guy này. Đó là một bạn CN đã làm đăng lên Bilibili thì vậy. Thì sau đó thì đã được Mr. Poki dịch lại sang tiếng Anh. Và bây giờ chúng ta sẽ dịch lại tiếng Việt để mọi người có thể hiểu hơn về damage. Gọi là cách gây đam ở trong Zone Zero như thế nào ha. Và trước khi bắt đầu á, thì nếu mà mọi người thích những cái content kiểu này á, hoặc là mọi người thích những content liên quan tới thánh di vật đĩa nè, rồi Echo, mình chơi tới 4 game lận, tới 4 loại gacha kiểu đó để mà mình làm cho mọi người lận. Thì nếu mà mọi người thích những content kiểu đó thì mọi người hãy like, subscribe cho cái video này, và mọi người subscribe á, để mà đón xem những cái content mới nhất của bọn mình ha. Bây giờ thì chúng ta vào video thôi. Như mọi người thấy đây, thì đây là cái công thức tính dam của bên CZZ. Mọi người thấy là dam mẹ tổng nó sẽ bằng base damage, là damage gốc, cộng với lại dam phần trăm, có nghĩa là mấy cái mà tăng sát thương nguyên tố băng, tăng sát thương nguyên tố thủy, tăng sát thương nguyên tố vật lý, các thứ kiểu kiểu giống vậy. Rồi sau đó là crit, crit thì như bình thường rồi, crit dam cái nó sẽ nhân với crit dam ở cái công thức của nó. Nó nhân với lại cái defense của đối thủ để mà nó là gọi là giảm cái đam xuống một xíu, và nó cũng sẽ cộng nhân luôn với lại cái giảm giảm defense này đó, cái defense và cái giảm defense cộng với lại cái việc mà đối thủ có đang bị ăn cái gọi là điểm yếu của hệ đó hay không. Sau đó là đối thủ đang có bị choáng hay không. Nếu mọi người đang đầy thanh choáng thì đối thủ nó có thể sẽ bị ăn thêm thêm đam do đang bị choáng. Cho nên là lý do mình nói là nên có một mình hay nói là nên có một con mà gây choáng ở trong team bạn team để rồi gây gây choáng cho team bạn, từ đó việc là mình gây đam được nhiều hơn thì nó sẽ có vẻ là tốt hơn ha. Rồi sau đó thì đó là một cái chỉ số đặc biệt, cái chỉ số đặc biệt này chúng ta sẽ nói sau. Cái thì cái base damage đó, cái đam gốc á, thì nó là bằng cái multiplier gốc của mọi người. Ví dụ như là nhân vật của mọi người có cái chiêu thức là đánh thường cái thứ nó có một cái số gọi là số 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 base, thì từ cái số bay đó thì là cái đó là cái số bay của mọi người cơ bản là vậy thôi. Nó nhân với lại cái attack multiplier, thì cái attack multiplier này có thể là defense hoặc là HP, nếu mà nhân vật nó scale theo defense hoặc HP ha, thì nó sẽ nhân với lại attack multiplier hay là cái gọi là cái dam multiplier của mọi người. Sau đó giống như là mọi người có attack phần trăm rồi có các thứ để mà bút thêm lên á, nó sẽ là cái attack multiplier của mọi người ha. Ở ở cái đĩa nè, ở cái chiêu thức của mấy cái con support bút thêm cho mọi người á, nó sẽ là cái attack multiplier này. Cái attack multiplier này á thì nó sẽ hơi khác với lại cái attack multiplier bình thường của cái game mà như Honkai Star Rail hay là Genshin Impact của mình để chơi. Thì mọi người nó gồm có hai phần, là phần trước khi chiến đấu và phần trong khi chiến đấu ha. Thì Mr. Poki giải thích đó là trước khi chiến đấu á, thì cái phần attack này, cái phần attack cái màu trắng trắng flash này này, 1377 này này, là cái phần attack á, mà của con nhân vật á, ví dụ như Elantra ở đây cộng cộng với lại cái attack của W Engine. Còn cái 1000 cộng này nè, nó sẽ là attack của con nó sẽ là cái attack mà được buff thêm của cái đĩa của mọi người bỏ vô, thì và cái hiệu ứng của cái set đĩa đó, thì là nó sẽ cộng thêm cái phần này vô, nó thành 2455 ở đây. Nhưng á, trong battle thì nó cũng sẽ có cái phần xanh này, nếu mà mọi người bấm bấm bô cái trận đấu giữa chừng mà mọi người xem cái chi tiết nhân vật á, thì nó còn sẽ có cái phần xanh ở đây. Cái phần xanh này là cái phần xanh nó được buff bởi những nhân vật khác của mọi người ha. Nó là buff ví dụ như của Elenjo thì nó sẽ được buff bởi Sokaku này nè. Nhưng á, mà quan trọng là cái mấy cái phần buff này nè, nó quan trọng một cái á, là nó ảnh hưởng chỉ trong trận đấu á, có nghĩa là ví dụ như cái Sokaku này vô trận đấu nó được một con gì đó khác buff thêm một lần nữa để lên được ví dụ như thêm attack á, thì nó sẽ được buff thêm cái attack đó nữa, chứ nó không phải là chỉ là base attack của cái nhân vật đó cộng với lại W Engine. Có nghĩa là đĩa nó cũng có thể buff lên này, nói chung đĩa nó buff lên nhân vật khác, buff cái con này lên, sau cái con này dùng cái chiêu buff lên thì nó cũng sẽ buff thêm một phần lên cho con cái con nhân vật tiếp theo mà nó được nhận cái buff ha. Ví dụ như là Elantra đang có 593 attack này, thì cái Sokaku có 593 attack này, thì 17% attack buff của Sokaku á, bởi cái xoay xoay của Sokaku á, nó sẽ bằng 593 nhân cho 17% là còn 1781. Thì đó là lý do mà mọi người thấy Elantra này được cộng lên là 101 ở đây.
Thì cái hiệu ứng attack này á, nó được tính bởi cả đĩa last attack và attack phần trăm luôn, cho nên là nó cái giá trị này nó sẽ dễ buff và nó sẽ cao hơn nhiều so với lại cái những cái giá trị ở trong HR và ở trong Genshin Impact, mình nhớ là vậy. Thì tiếp theo chúng ta tới với là cái damage multiplier. Thì cái damage multiplier thì nó được tính kể cả attack, gọi là cái gì ta, nó được tính là đam nguyên tố này, ví dụ như đam băng, đam vật lý, đam hỏa, các thứ đam nguyên tố. Sau đó thì là cái này này, sau đó là những cái đam mà nó ghi là tăng đam bởi 17%, 17,2%. Thì sau đó thì nó sẽ có cái công thức là 100% cộng với lại cái elemental damage bonus này này, cộng với lại cái đám skill luôn. Nếu mà mọi người dùng cái skill đó, ví dụ như mọi người dùng basic thì nó có cái damage của cái skill basic này. Sau đó thì nó nếu mà nó có được buff bởi một cái nguồn nào đó, hoặc nó tự buff bản thân á, ví dụ như là nếu mà con này á, cái Komata này nó dodge counter hoặc là nó đổi nhanh á, đánh một kẻ địch, thì nhỏ này sẽ được tăng 45% đam, thì đó là cái nguồn đam khác đó. Cái hay cái đó là tổng cái công thức của này nó cộng thẳng vô luôn chứ nó không có gì. Một cái khác nữa của game này với lại HR và Genshin Impact đó chính là attack multiplier và damage multiplier ngang nhau. Mọi người có thể nhìn thấy cái graph này, cái này là cả hai cái nha, trong một bảng ấy nó ngang y chang nhau luôn. Cái giá trị nó đẩy xuống như vậy nè, càng cao nó càng thấp đó, lên 300 nó bắt đầu nó không có đáng kể này, còn ở cái 250 200 thì nó bắt đầu chậm dần đó. Nói chung là cả attack multiplier và damage multiplier nó như nhau luôn, có nghĩa là ví dụ nếu mọi người như Poki làm ví dụ hồi nãy trong video này, thì nếu mà mọi người có 60% damage bonus và mọi người có 50% mà attack buff thêm, thì mọi người lên 10% damage bonus nữa thì nó sẽ yếu hơn là mọi người lên thêm 10% mà attack, và ngược lại luôn ha. Thì cho nên là cái việc mọi người cân chỉnh đồ trong này thì nó cũng sẽ nhìn tùy thuộc vào cái skill của nhân vật nó có buff nhiều đam nguyên tố hay không, hay là skill của nhân vật nó buff nhiều attack hay không. Nhưng mà ông ấy cũng có nói là mọi người cũng phải cho thêm những cái bỏ vô luôn, tính cả những cái bỏ vô, nếu mà đam bonus nó vẫn nhiều hơn thì mọi người mới nên chờ attack phần trăm. Ví dụ như là mọi người phải tính cả Sokaku, mọi người phải tính cả con nếu mà mọi người có được Lykeon á, thì mọi người cũng phải tính cả Lykeon vô, thì lúc đó thì chúng ta nếu mà ở attack phần trăm nó vẫn ít hơn cái damage phần trăm, thì lúc đó chúng ta sẽ chơi cái ly sát thương nguyên tố, thay vì cái ly sát thương nguyên tố thì chúng ta chơi cái ly tấn công ha. Mình nói ly chứ là nó slot thứ năm á, mình nói slot thứ năm ấy. Ok đó, thì cái này khá là thú vị ha, tại vì nó khác với lại Genshin Impact lẫn Honkai Star Rail. Tiếp theo thì như mọi người thấy đó là crit damage multiplier, thì cơ bản nó là crit, nó không có gì nhiều để nói hết ha. Crit rate thì là cái tỷ lệ nó crit, cái crit dam thì là nếu mà mọi người crit được thì nó sẽ tăng cái phần trăm nó lên, vậy thôi, không có gì đặc phức tạp hết. Nhưng mà cái này thì nó có nói là nếu mà mọi dành cho những bạn mà chưa có chơi những cái tựa game kiểu kiểu này nhiều á, thì nếu mà mọi người đang quá thấp crit rate á, tầm từ 0% tới 25% crit rate á, thì mọi người nên kiếm nhiều crit rate để mà nó mọi cái con nhân vật mà cần crit rate của mọi người nó được crit nhiều hơn, tại lúc đó thì cái đam thực sự nó mới có gọi là tỏa sáng ha. Còn nếu mà mọi người từ 25 tới 100% rồi á, thì mọi người nên bắt đầu gọi là cân chỉnh đồ cho nó bắt nó ngang ngang tầm một crit rate, hai để có hai crit damage. Nó sẽ kiểu là ví dụ mọi người có 1% crit rate thì mọi người sẽ có 2% crit damage đó, kiểu kiểu vậy ha. Thì còn nếu mà mọi người 100% crit rate rồi á, thì như xác suất thống kê mọi người đấy 100% rồi thì mọi người không thể nào hụt được, thì lúc đó thì mọi người phải nên all in crit dam ha, nó không có nó không còn cái gì để nói nữa. Nếu mà mọi người chưa chơi những cái game mà kiểu HR, Genshin với lại Wuthering Waves nhiều á, thì là cái crit rate với crit dam này á, nó nên là một tỷ lệ 1:2 đúng ha. Ví dụ như mọi người có 60% crit rate á, thì mọi người có nên có 120% crit damage hay là 70-140. Nhưng mà Poki cũng có nói là nếu mà mọi người có gọi là mọi người có thể bỏ crit rate thấp hơn crit damage một chút theo cái tỷ lệ đó cũng được, thì cơ bản là mọi người có thể reset được các những cái content của mọi người, và reset được thì nó crit được, thì lúc đó là chúng ta có thể thử lại mà. Nên là để thấp xíu để đam nó to hơn khi nó nổ, để mọi người có thể nhìn thấy số lớn, hoặc là mọi người khi nổ á, là đi một lần nhanh là nhanh luôn cũng có thể ha. Thì tiếp theo chúng ta thấy cái giá trị defense multiplier ha. Thì cái defense multiplier này nếu mà nói đơn giản á, thì nó ảnh hưởng bởi cái pen ratio này, và cái thứ hai nó là giảm defense của những nhân vật buff của mọi người. Thì hiện tại nhân vật duy nhất có cái khả năng giảm defense đó chính là Nico ha, cho nên là
Nếu mà mọi người mai mốt có Yu Zhuan á thì có khả Yu Zhuan á thì cái khả năng mà Nico sẽ là khá là mạnh, bởi vì cái khả năng độc nhất này hiện tại của cô ấy. Tương lai thì có thể có những khả năng khác của những nhân vật khác, nhưng mà hiện tại nhân vật duy nhất giảm defense được là Nico, cho nên khá là thú vị. Còn cái công thức mà tính cái defense multiplier này là cái defense value của quái thì mọi người có thể nhìn thấy này. Đó là cái level của quái nó sẽ là khi ở 60 thì nó sẽ có 794 defense này, đó nó giảm dần giảm dần giảm dần như cái bảng này ha. Sau đó thì là nhân với lại cái phần trăm giảm defense, đó là kiểu như là defense value này, rồi nó nâng nhân với lại cái ví dụ như là Nico giảm 20% thì đối thủ sẽ còn 80% defense, cơ bản là vậy. Nhưng mà cái điều đặc biệt của cái game này nó có chính là cái pain ratio. Thì pain ratio là gì? Như mọi người đã biết thì cái riêng riêng cái defense nó giảm defense thì nó là liên quan y chang như HR, nếu mà mọi người có chơi HR thì mọi người giảm càng nhiều defense thì quái càng ăn nhiều đam ha. Và nói chung là cái đó càng ngày càng tăng chứ nó không có giảm. Khi mà cho tới khi mà quái nó giảm hết defense luôn rồi thì lúc đó chúng ta mới 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 không còn cái giá trị của cái defense giảm defense nữa. Nhưng mà cái pain ratio là cái gì? Thì dịch qua tiếng Việt chúng ta có nó là tỷ lệ xuyên giáp ha. Nếu mọi người chơi những game như là Liên Minh Huyền Thoại, Liên Quân Mobile á thì mọi người cũng biết cái tỷ lệ xuyên giáp đó rồi, là mọi người lấy cái defense của đối thủ, mọi người trừ thẳng cái phần trăm mà xuyên giáp đó rồi xong chúng ta chỉ còn cái phần defense còn lại thôi. Cho nên là vì cái đó là cái tỷ lệ xuyên giáp, cho nên là đương nhiên là giáp đối thủ càng ít thì chúng ta trừ được xuyên giáp càng ít, đúng không? Thì cái này là cái bảng mà cái này là cái bảng cái giá trị tăng cường của xuyên giáp này. Thì đây cái màu vàng á là khi mà đang chưa có giảm defense, còn cái màu đỏ là khi đã giảm defense rồi. Thì cơ bản thì khi đã giảm defense rồi thì nó có ít defense hơn, cho nên là cái tỷ lệ xuyên giáp chúng ta sẽ không xuyên được nhiều cái defense bằng khi mà chúng ta đang có nhiều defense ha. Và cũng vì như vậy thì khi mà đối thủ đã bị giảm xuống hết tất cả 100% cái defense rồi á thì xuyên kháng không có tác dụng, mà tại vì xuyên xuyên giáp chứ lộn, xuyên giáp không có tác dụng, mà tại vì làm gì còn giáp đâu mà xuyên. Đấy, đúng không? Cho nên là hiện tại á, nếu mà nói ngắn gọn thì cái tỷ lệ xuyên giáp á nó chỉ đáng khi mà cả attack phần trăm buff của các bạn lẫn damage phần trăm buff của các bạn đã trên 150% rồi. Và hiện tại game này nó cái roll value nó khá là nhỏ nha, cho nên là cái việc bạn trên được 150% thì nó cũng ma lắm á. Và đặc biệt là các bạn phải có Rina, thì là cái chị trong banh thường ấy, chị ấy chuyên chơi liên quan tới lại xuyên giáp, cho nên là khi cả hai cái này của các bạn đạt hơn 150% rồi và các bạn có Rina thì lúc đó cái xuyên kháng xuyên xuyên giáp á thì nó mới mới đáng để mọi người sử dụng ha. Tiếp theo chính là cái giảm kháng cộng với lại cái gây thêm nhiều đam, nó thẳng là điểm yếu á. Thì cái y chang như HR luôn, nó không có gì để bạn hết, thì nó sẽ trừ thẳng vô một cái giá trị là một, nó trừ cái giảm kháng của mình. Ví dụ như là một thì nó trừ 20% giảm kháng, thì nó giảm kháng nguyên tố này giảm kháng nguyên tố kia. Chúng ta có Coleda giảm kháng hỏa, và sau đó chúng ta có còn Lycaon giảm kháng băng, kiểu kiểu vậy. Thì nó sẽ là trừ thẳng vô cái giá trị một này, sau đó nó cộng với lại cái những cái giá trị tiếp theo để mà ví dụ như là cái con này nó bị yếu ở hệ này, con này bị yếu ở hệ kia, thì nó sẽ tăng thêm đam đối với cái hệ đó, nó kiểu kiểu vậy ha. Thì thường á là cái giá trị của con quái nó bị yếu á thì nó sẽ tăng 20% đam nó nhận vào là cái rest rest down này của nó, cái rest của nó chứ lộn, thì và nó kháng thì nó sẽ tăng 20% kháng đối với cái hệ đó ha, kiểu kiểu vậy. Còn cái giá trị và vulnerability á thì hiện tại là cái giá trị mà gọi là đối thủ sẽ nhận nhiều đam hơn bởi một cái hệ nào đó. Hiện tại cũng có một cái rất là thú vị, Nico là cái con duy nhất trong game này có cái tăng giá trị vulnerability này, thì bả giúp cho đồng đội gây thêm 25% đam ether, vừa giảm kháng vừa giảm defense vừa tăng làm cho đồng đội gây 25% đam ether nhiều hơn. Thì đó là một cái làm mình thấy làm con Nico rất là mạnh ha. Và nhưng mà hiện tại chỉ hơi đúng Nico là ether thôi, cho nên là tương lai nếu có những con ether tiếp theo thì Nico sẽ càng ngày càng tăng cái giá trị của bản thân ha. Ví dụ như nửa sau ngày mai luôn á chúng ta có Zuyuan thì nó sẽ tăng cái giá trị đó thêm. Nhưng mà hình như với lại khi là tăng cái gọi ra cái video thì là đúng cái ngày 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 Zuyuan ra luôn á, cho nên là thì đó. Còn cái về cái giá trị, quay lại cái giá trị rest xíu, thì mọi người có thể thấy cái bảng này, cái bảng rest này nó cái giá trị nó thẳng một gần như thẳng một đường luôn, thì có nghĩa là mọi người càng càng tích nhiều cái giảm kháng á, thì nó càng mạnh ha, chứ nó không có nghĩa là nó sẽ bị mất cái giảm kháng nó đi.
Cho nên là nếu mà mọi người có cả Likaon lẫn Sukaku mà gọi là C4 á, thì nó sẽ giảm gấp đôi. Nó sẽ giảm cộng của cộng Likaon lẫn Sukaku lại mà nó giảm. Cho nên là cái con nhân vật như ví dụ như là Ellen của mọi người sẽ gây được rất nhiều sát thương. Cho nên là lý do mà cái Rest Multiplier này là một trong những cái mạnh nhất của nhà HoYo, gì gọi là con nào có cái này là con đó mạnh. Ví dụ như là chúng ta có thể thấy bên HR chúng ta có được là Runemay á, đó thì đó là bên HR chúng ta có Runemay thì đó là một trong những con vẫn hiện tại vẫn là con hòa hợp lỗi nhất game. Và nhờ một trong những cái nó mạnh là nhờ cái Rest Multiplier này. Rồi thì tới cái đam mà khi đối thủ bị choáng. Cơ bản thì khi mà chúng đối thủ bị choáng thì chúng ta đối thủ có cái ghi cái số này này, nếu mà mọi người để ý thì cái số này là ví dụ như đam 150% thì chúng ta gây thêm 50% đam nữa so với bình thường. Cơ bản là vậy thôi, không có cái gì phức tạp hết á. Đó, vậy thôi á. Cho nên là hiện tại con Lee Kaon nó là một trong những con mạnh nhất của cái game này ở việc làm choáng á. Tại vì khi mà con Lee Kaon có một nhân vật cùng team á thì Lee Kaon nó đánh thì nó đánh trúng một con đang bị stun á. Thì cái chuyện này rất là dễ ha, khi là mọi người đánh lúc mà liên kích luôn á, hoặc là mọi người khi mà quái nó nằm thì mọi người sẽ có một cái combo nhảy ra á, thì đó Lee Kaon sẽ được đánh cho trong đó. Và nếu mà đánh một phát sau đó thì cái con đang bị stun á nó sẽ bị tăng thêm 35% đam gây ra nữa, là từ trăm ví dụ 150% này thì Lee Kaon sẽ biến nó thành 185%, thì là con nhân vật của các bạn sẽ gây thêm được khá khá rất là nhiều đam. Cho nên là nếu mà mọi người có Lee Kaon thì xin chúc mừng mọi người á, hiện tại mình vẫn đang kiếm Lee Kaon cho team Ellen của mình. Cái cuối cùng của cái đam multiplier này nó sẽ là cái giá trị đặc biệt. Cái giá trị đặc biệt này thì nó chỉ ảnh hưởng tới những nhân vật mà có cái giá trị đặc biệt này thôi. Ví dụ như hiện tại chúng ta có Zhuyuan là cái con mà khi mà mọi người gây đam gần á thì nó sẽ gây đam to hơn là mọi khi mọi người đánh xa. Thì cái test nó cần sẽ test thêm để biết được cái giá trị này nó như thế nào. Nhưng mà nói chung là nó sẽ có cái giá trị đặc biệt này, và nếu mà mọi người chuẩn bị roll Zhuyuan, nếu mà mọi người chơi Zhuyuan á thì nên lưu ý là nên đánh gần ha để gây đam có thể tối đa hơn. Theo thì chúng ta tới một cái dạng gọi là dạng đam đặc biệt, đó là đam dị thường ha. Thì khi cái đam dị thường này nó tóm gọn là khi mà nhân vật của các bạn gây một cái lượng đam nguyên tố đủ cho đối thủ, có một cái thanh nó sẽ ở hiện bên phải của cái thanh máu của đối của quái á, thì khi mọi người gây đủ á thì nó sẽ có một cái trạng thái đặc biệt. Thì lát chúng ta sẽ nói về những cái trạng thái đặc biệt có thể có ha. Thì nhưng mà khi gây được cái trạng thái đặc biệt đó thì đây là cái công thức đam của cái dị thường này. Thì nó gần như y nó gọi là y chang với lại cái công thức tính đam bình thường của chúng ta là bên 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 này luôn. Nhưng mà cái duy nhất khác biệt á là cái có chúng ta có cái anomaly multiplier này này. Đó là cái scale dị thường, bởi vì đám tinh thông dị thường này như cái phản ứng bên Genshin Impact á thì trừ khi mọi người Nahida C2 rồi các thứ thì những cái phản ứng này không thể crit được ha. Đó, đây là giống như là phản ứng hệ thảo ấy, là liên quan tới tinh thông thì nó sẽ không có crit được. Với lại nó có thêm một cái gọi là level multiplier nữa, thì y chang với phản ứng của mình Genshin luôn ha. Nó không crit được, nó sẽ càng level càng cao thì đam nó factor in nó càng nhiều. Thì từ việc đó thì mọi người sẽ gây đam được nhiều hơn. Ví dụ cho nên là lý do hệ phong với hệ thảo phải nâng nhiều đam, với cả hệ lôi nữa. Liên quan tới những phản ứng thì nó sẽ cần level. Cơ bản thì nhưng mà liên quan tới trong game này thì chúng ta có hai cái chỉ số đó, chính là khống chế dị thường với lại tinh thông dị thường. Thì khống chế dị thường á là tiếng Anh nó gọi là cái anomaly mastery, thì nó là chỉ là làm cho mọi người gây được khi gây đam á cái thanh dị thường nó tăng lên nhanh hơn để mọi người có thể gây được cái đam dị thường nó nhanh hơn thôi, chứ nó không có thẳng, gọi là nó không có ảnh hưởng tới đam thẳng của cái dị thường đó. Cho nên là trừ trừ khi nha, trừ khi mai mốt mà chúng ta có super break super break như Buki hay nói ở trong HR vô ZZZ đó, thì lúc đó chúng ta sẽ xem xét tới cái chuyện mà lên tinh thần cái tinh khống chế dị thường sau. Thì như hồi nãy mình nói là cái tinh thông cái dị thường này không crit, thì và cái đam cái anomaly multiplier này á là cái chỉ số tinh thông dị thường ha, y chang như tinh thông nguyên tố bên Genshin á. Thì lý do mà cái con Piper nó là một trong những cái con mà đầu game rất là tốt á, tại vì cái đam đam vật lý á, khi mà mọi người tích đủ dị thường thì nó sẽ gây thẳng cái đam lên thôi, cứ gây một đống đam lên xong đó thì nó gọi là xong xong cái đam đó thì mọi người tích lại. Cho nên là Piper thì lý do nó mạnh là do nó có thể build cả cái khống chế dị thường với lại cái tinh thông dị thường lên và không cần build crit gì hết, chỉ build hai cái đó để mà nó tích cái stack, nó xoay 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 xong cái tinh thông dị thường nó nổ cái đùng cái là gây đam một đống.
Thì đó, nói chung là vậy thôi. Và cái scale down thì nó rất là đơn giản ha, nó không có gọi là đứa nào phản ứng là phải tính scale của đứa đó, mà là cái down dị thường đó nó sẽ ảnh hưởng tới những nhân vật mà gây down, khiến cái phản ứng dị thường xảy ra. Ví dụ như là con chúng ta có ở đây, ví dụ là con Koleda và Soldier 11, thì con Koleda gây được 60% cái lượng cái thanh dị thường, và con Soldier 11 gây 0,4% cái thanh dị thường. Thì cái phản ứng dị thường nó sẽ tính cái đam tổng này nè, nó sẽ tính cái công thức này là bằng 0,6% cái đống này của Koleda cộng với 0,4% cái đống này của Soldier 11. Đó thì nó sẽ khá là công bằng, con nào gây đam nhiều hơn thì con đó sẽ được scale nhiều hơn. Rồi tiếp cái cuối cùng thì đây là cái phần mà những cái phản ứng mà khi mà mọi người dùng cái dị thường nó gây ra được bởi cái hệ của mọi người ha. Và lưu ý nha, nếu mà đối thủ đang bị yếu bởi cái hệ đó thì cái khi mọi người gây cái phản ứng dị thường á thì nó sẽ có thể gọi là làm choáng đối thủ một lúc. Nên là mọi lý do lại thêm một lý do chúng ta nên cầm đúng điểm yếu ha, chứ không nên là Uga Buga Everything Go á, cho nên là lý do là vậy. Thì những cái phản ứng thì nói gọn là trong 10 giây thì đam mỗi mỗi 0,5 giây thì nó sẽ cháy á, nó cháy mỗi 0,5 giây trong vòng 10 giây. Thì cái này là cái còn cái này thì nó sẽ là đam của cái hệ điện này, nó sốc, nó tăng thêm, nó gọi là nó gây gây đam mỗi 1 giây này đó. Còn cái 25% mô, cái 65% mô các thứ này này là đó chính là cái gọi là những cái loại quái mà nó sẽ gây được thêm đam ha. Nếu mà mọi người gọi là gây cháy á, thì nếu mà người đánh với lại mấy con quái mà có thuộc tính là bio á, thì nó sẽ gây thêm 25% đam. Rồi nếu mà mọi người gây sốc á, thì đối với lại máy móc á, thì nó cũng sẽ có thêm 62,5% đam nữa. Và tiếp theo là corruption, đổ sụp, thì nó cũng giống sốc nhưng mà thay vì là 1 giây thì nó là 0,5 giây. Rồi với lại nó sẽ gây thêm loại gọi là loại 31,3% đối với lại quái hệ energy, nhưng mà hiện tại chưa có quái hệ đó. Thì hình như mình nhớ cái corruption này là của Aether, đam Aether ha. Còn cái freeze á, là chắc là của đam băng rồi, nó là đam đóng băng ấy. Thì nó khi mà mọi người đóng băng nó gây cái đùng, khi mà mọi người phá cái băng đó đi là nó gây một đống đam, và khi mà đối thủ đang bị đóng băng thì đối thủ không thể di chuyển được, vậy thôi. Rồi cái flinch sống này là của vật lý luôn, thì đó như như là mình đã nói, khi mà nó làm một cái nó gây cái đam cái đùng, và nó sẽ là nó hiện tại là cái đam gây ra to nhất đối với lại đơn mục tiêu, nên là hiện tại lý do vật lý được sử dụng để cho content early game nó là như vậy, bởi vì cái đam này, cái đam phản ứng này nó khá là to. À, với lưu ý về cái shock với corruption ha, thì cái vụ là damage add electric damage với lại cái corruption á, thì nó giống với lại cái việc của con Yinlin ở trong bên Wuthering Wave á, thì là khi mà mọi người gây đam sau khi mà đối thủ đã bị sốc rồi á, thì nó sẽ gây thêm chung chung với lại cái đòn đánh đó của mọi người, một cái đam điện và cái đam ether theo cái phản ứng mọi người đang có ha. Thì đó là tất cả những gì mà về liên quan tới damage ở trong ZZZ hay ZZZ ha. Thì đây là cái video dịch bởi Mr. Poki, nên là nếu mà mọi người muốn ủng hộ Mr. Poki á, thì mọi người đó ở bên bên này này thì mọi người có thể đăng ký YouTube của Mr. Poki ha. Rồi mọi người cũng có thể đăng ký gọi là subscribe hay là follow cái kênh Twitter, cái kênh Twitch của Mr. Poki, bởi vì Mr. Poki là streamer với lại YouTuber luôn, cho nên là yeah. Và nếu mà mọi người thấy cái video dịch này của mình hữu ích á, thì mọi người có thể để lại cho mình một like và subscribe ha. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong cái video lần sau. Bye bye.